Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe. Đúng rồi. Sao vậy cháu? Cô ơi, cho cháu hỏi là cháu, cháu muốn cơ quan pháp luật cháu, cháu không ở được, cháu không học được cái bố cháu thì cháu làm sao ạ? Bây giờ phải bình tĩnh đã. Có chuyện gì xảy ra nào? Cô ơi, bố cháu trở về, để nhà bố cháu mắng mẹ cháu, bố cháu đánh mẹ cháu, cháu lại đứng can bố cháu, cháu lôi bố cháu ra, bố cháu đấm cháu, bố cháu đánh mẹ, bố cháu vứt hết sức lực bố cháu ra ngoài. Cô ơi, cháu không ở được cô cô để chị cô nhà người đến năm nay cô cháu thay đổi tính cách nên cháu không không được. Thì sinh ra ở quê là ở Xuân Cao, huyện Thường Xuân. Lớn lên thì tôi lại ở dưới Quảng Xương, quê Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Cái tuổi thơ của tôi thì rất là buồn. Năm 4 tuổi thì tôi đi ở với bố mẹ nuôi tôi. Hoàn cảnh khó khăn, anh chị em thì đông. Rồi bố mẹ thì sống ly thân. Bố mẹ nuôi thì là chưa có con, là đi làm con đỡ đầu. Nấu cơm xong rồi tôi nấu nồi canh cá khoai. Xong về thì đến lúc về thì mẹ tôi là nếm nồi canh nhưng mà không vừa ý bà. Bà hung quá, bà hát tôi. Nấu này à? Làm ăn này à? Nấu này à? Tôi cảm thấy là mình bị xúc phạm. Ông bà lúc nuôi, bắt đầu nuôi chị là chưa có con. Về sau đó là năm 76 là mới bắt đầu sinh con. Là được bốn anh chị em nữa. Mãi đến lâu sau thì ở nhà với dọn dẹp thì mới thấy cái bản cam kết là làm con nuôi. Lúc mà bị đổ đó là mình nghĩ vu vơ thôi. Hay là bây giờ có các em rồi á, rồi bố mẹ không thương mình á. Thì nếu mà anh em một mẹ đẻ ra thì cái cảm giác là vẫn khác với cái con nuôi. Mình tự ti cái bản thân mình. Cho nên là sau là chị tìm đường về quê. Thì bố mẹ cũng mất hết rồi, anh chị em đi lấy chồng cả rồi. Cảm giác lúc đó là hụt hẫng. Vì đó là lúc đó là bố mẹ cũng rất là thương, nhưng mà lúc đó là vì cái lúc không biết là bà nóng giận, trong lúc nóng giận đó là bà hát thôi. Đó là bố mẹ muốn cho mình tốt á, mình ăn nấu ăn ngon hơn hoặc là cái gì đó muốn tốt cho con mình, nhưng mà không may là bà xử sự thôi, nhưng hắn làm tổn thương đến tôi lâu năm. Đến cho đến bây giờ cũng vẫn đang suy nghĩ đến cái cảm giác là nồi canh đang ướt ở trên người mình ạ. Câu chuyện bạo lực không phải chỉ ở thời của chị Hà, khi xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn chưa cao. Đến giờ sau 40 năm, những câu chuyện bạo lực vẫn còn tồn tại đâu đó. Hoàn cảnh sống hay yếu tố văn hóa có tác động như thế nào đến sự tiếp diễn của bạo lực?
đây câu chuyện của văn hóa là một câu chuyện rất là dài, và nó là một cái yếu tố ảnh hưởng khá là lớn đến cái việc là tiếp tục hay là chấm dứt cái bạo lực cho trẻ. Thế thì chúng ta có là Phật giáo, chúng ta có đạo Khẩm và chúng ta có đạo Lão. Theo bản chất của Phật giáo thì sẽ không khuyến khích con người là phải đánh, không khuyến khích bố mẹ phải đánh con để con có thể là hiểu được vấn đề. Nhưng ở trong đạo Khổng và đạo Lão thì đây đó chúng ta cũng tìm thấy những cái sự khuyến khích đấy. Và với quan điểm của đạo Khổng là quân phải ra quân, thần phải ra thần. Nếu mà không ra quân, không ra thần thì phải có những cái hình thức trừng phạt để mà có những cái trật tự ấy. Thế thì với cái quan điểm này thì việc dùng các hình thức trừng phạt ở góc độ tinh thần, ở góc độ thể chất là có. Và đấy là cái nguồn gốc sâu xa về mặt văn hóa. Chúng ta vẫn có cái chuyện là trọng nam khinh nữ. Nhưng con trai thì nó phải được là dạy những cái nam tính, sự mạnh mẽ. Và nếu không mạnh mẽ thì sẽ bị chê. Và vì vậy thì cái hình phạt mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ những cái trẻ trai bị hình phạt của bố mẹ mà bằng thân thể đó thì nhiều hơn gấp 6 lần so với các trẻ gái. Có cái quan niệm định kiến rằng là những cái chuyện này chỉ xảy ra ở trong những gia đình cờ bạc rượu chè, ở những người có văn hóa thấp thì họ mới đánh con, mới bạo lực thân thể. Điều đó chúng ta đã mặc nhiên là đã kỳ thị một cái nhóm người nào trong xã hội. Nhưng tôi có thể nói là cái điều bạo lực thân thể này xảy ra ở trong cả các gia đình có học thức cao và rất là giàu có. Vậy chứ khi chúng ta, mỗi người chúng ta cần phải xem xét lại cái hành vi ứng thử xử của mình cũng như là cái diễn ngôn của mình. Bởi vì nếu chúng ta cứ nói là rượu chè cờ bạc thì chúng ta tự loại mình ra khỏi, không nằm trong cái nhóm đó. Như vậy thì mọi người rất sợ để nói về cái chủ đề này và nói không tiếp cận tích cực. Và tôi luôn luôn muốn loại tôi không muốn ở trong cái nhóm người tiêu cực đó. Quan niệm yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người Việt. Cùng với áp lực của sự phát triển xã hội, bởi vậy mà bạo lực vẫn đang tiếp diễn, chỉ là cách thức khác nhau và lý do khác nhau. Cái lúc mà em cầm bài chịu kém về là nhìn thấy cái tranh bố em đang vẽ, lấy màu kiểu bôi đè lên. Hôm đấy em bỏ đi chơi ạ, không nấu cơm gì cả. Bạn ấy tát rất là đau và tát như một đứa con trai, tát đúng kiểu nổ đom đóm mắt. Gậy mà mẹ em phang xuống ấy, như là phang hết tất cả sức lực. Thì nó trúng vai và tay mình có một vết rạch và nó bị chảy máu. Bạo lực đang xảy ra tại nhà, tại trường, ở ngoài xã hội và trên thế giới ảo của Internet. Mỗi năm, theo thống kê của Bộ Lao động và Bộ Công an, có khoảng 3.000 đến 4.000 trẻ bị gánh chịu bạo lực trực tiếp. Nhưng đó không phải là tất cả. Trong 5 năm gần đây, những cái ca về bạo lực đối với cả trẻ em bị bạo lực và trẻ em tiếp xúc với bạo lực thì có xu hướng tăng lên. Thậm chí nhiều em còn nói rằng là các em khi mà quay trở về nhà các em sợ. Đó chỉ là riêng về tình trạng trẻ em bị bạo lực tinh thần. Bên cạnh đó, các em cũng còn chứng kiến về bạo lực gia đình. Mặc dù các em không bị trực tiếp những cái hành vi, những cái lời nói gây bạo lực, nhưng riêng cái việc chứng kiến đó thì các em cũng có những cái tổn thương rất là nhiều. Thank you.
cháu không ở được, cháu không học được với bố cháu thì cháu làm sao ạ? Em thì mệt mỏi lắm, mới đầu ấy em khóc nhiều, giờ em không ít đâu. Muốn phản kháng nhưng mà bởi vì em lúc đấy là còn bé. Các bạn trong lớp thì kiểu không ai kiểu bảo vệ mình, cũng không ai nói gì cả. Xong mọi người bảo là ai bảo mày làm như thế. Lúc đấy em chỉ biết là chạy, làm sao để bố mẹ không tìm đến mình. Lúc đấy đã nói là kiểu con xin lỗi rồi. Lại gần mẹ bám lấy tay mẹ để bảo mẹ đừng đánh nữa. Nói chung kiểu em sẽ không... Cho dù em có nói là bố em đánh em, nhưng mà em phải mất rất lâu để vượt qua chuyện đấy. Nhưng mà em sẽ không muốn nói nó ở đây. Tại vì kiểu sau đấy thì mọi chuyện lại bình thường, cho đến khi một điều tương tự lại diễn ra. Em luôn luôn đổ lỗi cho bố em là bố em là một phần gì đấy làm cho em bị trầm cảm. Em bị trầm cảm 7 năm. Mãi đến năm nay em mới có thể kiểu kiểm soát cái việc đấy. Nhưng mà trong tâm trí của em thì nó luôn luôn là một cái trạng thái gì đấy hận thù nhiều hơn ý. Nó chán ghét bố mẹ thật. Nó gần như là nó tự kỷ ý. Gần như là không nói chuyện với mẹ mày. Khoảng cách vô hình giữa bố mẹ và con cái vô tình đã nối dài cho cánh tay bạo lực. Sống chung một gia đình, mẹ, con gái và cha dượng. Nhưng chính cha dượng lại là người xâm hại tình dục với đứa trẻ mà mẹ không hề hay biết cho đến khi bé mang bầu được 5 tháng. Chỉ cầu xin cho cháu nó học giờ, sau này nó có một cái mấy gia đình cho nó tốt hơn chút thôi. Cầu mong sao cho cháu mình nó đừng có bị... suy nghĩ về nhiều. Con không muốn nói tới hay là sao người ta đã sống xuống mà con bị vậy. Khi bị cha dượng có hành vi xâm hại, cháu bé vì sợ mà im lặng. Cũng vì lo lắng mà mẹ im lặng. Khi bà của cháu biết cháu gái mang thai và phải sinh con khi chưa đầy 14 tuổi, cũng vì lo tương lai của cháu gái mà bà im lặng. Theo quan điểm của rất là nhiều người, im lặng là vàng. Nhưng mà cái sự im lặng đấy ở một góc độ nào đấy vô tình sẽ làm cho cái tình trạng bạo lực gia tăng. Cho nên là cách tốt nhất trong những cái trường hợp như thế này thì chúng ta phải tìm ra những cái thời điểm thích hợp để mà nói ra được những vấn đề. Theo Cục Bảo vệ Trẻ Em thì gần 50% trong số trẻ bị bạo lực phải chịu các hình thức khác nhau của xâm hại. Nhưng dù hình thức bạo lực nào cũng để lại những vết sẹo trong tâm hồn mỗi đứa trẻ. Nó ảnh hưởng đến một phần tính cách của nó, của cháu ấy. Tại vì càng ngày thế nó càng lì hơn. Có mình trải qua thường xuyên ấy, cái độ chai lì của em lại càng nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách mà mình phản ứng với những thứ mà mình không kiểm soát được. Đấy, những cái mà mình đã nhận trước đây, mình ném nó ra như một cách để giống như tự chữa lành bản thân hay gì đấy. Mà em đã trở nên thành một người rất là kiểu dùng từ cục xúc có đúng không nhỉ? Dễ đánh nó, rất là mạnh, cảm thấy thương tiếc người gái. Hai chị em chỉ có tranh giành một cái chăn thôi ạ. Thì là em đã dùng cái tay đấy xong đấm nó một phát vào cái mắt. Mình cần phải giáo dục nó giống như ngày xưa bố mẹ mình đã dạy mình. Em sợ một điều là có những lúc mà em đánh nó còn mạnh hơn cả bố mẹ em đánh em. Cái việc đánh đấy thì cô nghĩ là bây giờ cũng rất là nhiều người vẫn đang thế cơ. Tại vì mọi người có quyền làm như thế. Mọi người nghĩ là mọi người có quyền làm như thế. Mọi vết thương đều có thể chữa lành nếu như mà bản chất của nó là vẫn còn cái tình yêu thương. Bỏ qua là một chuyện ấy, còn quên được hay không là chuyện hoàn toàn khác. Mình cũng không bỏ qua được, không sao đấy. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe.
Phần lớn trẻ bị bạo lực bởi những người được cho là gần gũi nhất. Cách giải quyết là tự mình vượt qua hoặc kêu gọi hỗ trợ. Khi tỉnh táo và biết rằng mình cần hỗ trợ, thì trẻ lại tìm đến những người chưa từng biết mặt, gọi tên. Họ đều là những người xa lạ. Điều này tưởng như nghịch lý, nhưng lại là thực tế ở Việt Nam. Thông qua đường dây thì chúng tôi thấy rằng khá phổ biến. Rất nhiều trường hợp các em gọi điện đến cho nhân viên tư vấn thì đều nói rằng là không thể nói chuyện được với bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ. Tức là cha mẹ có thể do thiếu kỹ năng hoặc có thể bận rộn công việc mà dẫn đến là nếu mà ở cái mức độ nặng là sao nhãng. Thế ở mức độ nhẹ hơn là không có được cái tiếng nói đồng cảm với trẻ em. Đường dây nóng Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em là một trong những nơi hỗ trợ trẻ trong các trường hợp cần tư vấn hoặc can thiệp. Năm 2004, Cục Bảo vệ trẻ em triển khai đường dây nóng 1800-1567, chỉ có 5 nhân viên với 5 máy điện thoại hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày. Chỉ trong 4 năm gần đây, số lượng cuộc gọi tăng lên với bình quân 240.000 cuộc gọi một năm. Và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Cục đã tăng lên 20 chuyên gia làm việc 24/24 giờ mỗi ngày. Và tương lai sắp tới đây sẽ triển khai tổng đài ở các vùng địa phương. Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thì cũng vừa mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 12 năm 2017. Thì nó là cái sự kế thừa của cái đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 1800-1567 trước đây. Đầu năm 2018 thì sẽ mở rộng cái tổng đài lên thành là một cái tổng đài trung ương đặt tại Hà Nội và hai cái tổng đài vùng, một cái tổng đài vùng để tiếp nhận cái cuộc gọi của 16 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì đặt tại Đà Nẵng, một cái tổng đài tiếp nhận cái cuộc gọi của 19 tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thì đặt tại An Giang. Thế thì đấy là cái hướng mà chúng tôi muốn phân chia như vậy để làm sao tăng cường được cái hiệu quả của các cái hoạt động của đường dây. Ngoài việc tư vấn, Tổng đài Quốc gia còn có chức năng tiếp nhận, phân loại phản ánh của người dân và các nguồn khác về trường hợp trẻ em cần được bảo vệ, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và cha mẹ về các vấn đề của trẻ, tư vấn sâu về tâm lý và chính sách cho trẻ em, kết nối với các đơn vị địa phương để can thiệp, hỗ trợ miễn phí cho trẻ bị khủng hoảng nặng, đánh giá trị liệu tâm lý cho trẻ. Tháng 7 năm nay thì Nghị định 56 ra đời và trong Nghị định 56 này quy định rất là rõ ràng. Khi mà chúng tôi tiếp nhận một cái vụ việc, một cái thông tin về trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại thì ngay lập tức chúng tôi sẽ chuyển thông tin này xuống Ủy ban Nhân dân xã phường nơi xảy ra vụ việc để có thể xác minh tính chính xác của những thông tin này, đồng thời đánh giá nguy cơ sơ bộ về những cái tổn thương của trẻ em. Và đồng thời từ khi theo dõi, mở cái hồ sơ theo dõi vụ việc đến khi kết thúc vụ việc thì chúng tôi còn có một nhiệm vụ nữa ngoài cái việc hỗ trợ kỹ thuật, đó là giám sát các cái bước hỗ trợ trẻ em ở tại xã phường. Và sau khi mà một cái vụ việc hỗ trợ cho các em được đóng lại thì khoảng từ 3 đến 6 tháng thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại xem tình trạng về thể chất, về tâm lý của trẻ em đó đã ổn định chưa. Nếu trong trường hợp ổn định hoàn toàn thì chúng tôi mới đóng ca toàn bộ. Sau khi luật trẻ em 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 thì Nghị định 56 của Chính phủ đã được ban hành quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc xâm hại trẻ trên địa bàn. Nhiều vụ việc về bạo lực trẻ em đã được đưa ra pháp luật và xử lý mạnh mẽ. Hãy hành động và lên tiếng để chấm dứt bạo lực trẻ em. Đó cũng là mục tiêu chung để các buổi hội thảo được triển khai. Có sự tham gia của Bộ Lao động, Cục Bảo vệ trẻ em, Tổ chức UNICEF tại Việt Nam, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, đặc biệt là sự tham gia của chính những người đã từng bị bạo lực, dù ở lứa tuổi nào. Trẻ em cũng chia sẻ các mong muốn để các đơn vị tham khảo, tọa đàm, góp phần tạo nên sự thay đổi trong cộng đồng. Sáng kiến ngày hôm nay có tên là chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học, cần bạn, cần tôi, cần cả thế giới.
Sáng kiến này chúng tôi hợp tác với Bộ Lao động Thương binh Xã hội để triển khai trong vòng 5 năm tới. Chúng tôi ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái lễ khởi động hôm nay để chúng tôi kêu gọi nhiều thành phần khác, nhiều cái đối tượng khác trong xã hội, bởi vì ngoài Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Cục Trẻ Em ra thì còn có các ủy ban của Quốc hội, có các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và rất nhiều những giới khác, ví dụ như là báo giới này, rồi là các doanh nghiệp này, rồi bản thân cha mẹ, thầy cô giáo và chính các em cũng là những người có thể tham gia vào cùng chúng tôi. Trong buổi hôm nay chúng tôi ký một cái văn bản thỏa thuận 5 năm với Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Và trong cái văn bản này thì chúng tôi cũng có một cái khung hợp tác cụ thể. Trong cái khung hợp tác này thì chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực sau. Một là phối hợp với các cơ quan chính phủ của Việt Nam, các bộ ban ngành để đưa ra những biện pháp ngăn ngừa cũng như là giải quyết vấn đề bạo lực thân thể trẻ em ở trong gia đình và nhà trường. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào việc làm sao truyền thông hiệu quả, truyền thông sáng tạo để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cha mẹ với thầy cô giáo trong vấn đề này. Tập trung vào những vấn đề như là dạy kỹ năng sống, giáo dục tích cực. Cuối cùng là chúng tôi cũng tập trung vào tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cũng như là thực thi tốt những luật pháp cũng như chính sách liên quan đến vấn đề bạo lực thân thể trẻ em ở trong gia đình và trường học. Trong cuộc sống này em sai ở một cái điểm nào đấy, cho nên là em phải chịu cái cuộc sống như bây giờ. Thế nhưng mà những lúc đấy thì em lại bảo là nếu thế thì em sai từ lúc em mới bắt đầu sinh ra là đã sai rồi, sai miết, sai cho đến bây giờ, cho nên là mình không có cách nào cứu vãn như thế này.